Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh CV Việt Nam. Chúc các bạn có một ngày mới làm việc hiệu quả. Hôm nay kênh CV Việt Nam sẽ giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm Doberman T30 thùng cánh rơi rất là đặc biệt. Thì cái sản phẩm đó ở trước mặt các bạn đây. Thì cái chiếc T30 này có một màu trắng sứ và đằng sau nó được dán để can rất là bắt mắt như thế này. Thì mình sẽ đi một vòng để các bạn có thể là tham quan qua cái sản phẩm này. Thế đây là một cái sản phẩm T30 thùng cánh rơi bán hàng lưu động. Thì khách hàng sở hữu cái sản phẩm này thì bán các cái sản phẩm liên quan đến trà sữa và các loại thức uống, thức ăn nhanh. Đây, các bạn có thể nhìn thấy được các cái menu được in trên chiếc bàn cụ thể như thế này. Chúng ta sẽ thấy được giá cả và các loại thực phẩm mà khách hàng bán. Ở đây thì cái sản phẩm này thì bên mình hoàn toàn 100% bên mình tự tay thiết kế và tự tay thi công. Từ cái market dán quảng cáo cho tới những cái ý tưởng lên hình ảnh để nổi bật được các cái thương hiệu mà khách hàng đang bán thì tất cả đều là bên mình thực hiện 100%. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy ở trên nóc của nó là một cái bảng trà sữa lúc uống đồ ăn vặt và hotline của người của chủ xe này. Trên nữa chúng ta sẽ nhìn thấy một cái tấm biển ở đây rồi. Ở đây là wifi. Thì khách hàng khi mà đến uống trà sữa hay là đến ăn đồ ăn nhanh ở cửa hàng này thì họ đều có thể kết nối được wifi khi mà họ nhìn thấy cái mật khẩu mình đã in rất là rõ ở trên cái lóc xe như thế này. Ở đây khi có hai cái cánh khi mà mở ra thì nó cũng thể hiện rất rõ ràng là ở đây chúng tôi bán trà sữa, nước uống và đồ ăn vặt, đúng không ạ? Ở hai bên chúng ta sẽ nhìn thấy là các cái hình ảnh khác về trà sữa, về các cái món ăn mà khách hàng bán. Thì cái sản phẩm này bên mình gọi nó là đặc biệt ở cái điểm gì thì ngay bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy được các cái điểm đặc biệt đó. Thì cái sản phẩm Doberman T30 thùng cánh rơi này là một trong những cái sản phẩm full option, nghĩa là nó có được nhiều tùy chọn nhất so với các cái sản phẩm thùng cánh rơi khác. Thì ở đây là nó, chúng ta sẽ có một cái chậu rửa lavabo như thế này ở trên này. Cái thùng nòi ra phía đằng đầu đó, nó chính là cái tách nước, nó sẽ chứa được khoảng 100 lít nước để khách hàng có thể sử dụng được trong cái quá trình mà khách hàng bán hàng. Thì tách nước được nối trực tiếp nước ở đây. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy nước chảy ra đó. Ở đây cũng vậy. Ở đây thì bên mình chưa kết nối. Thì cái này khách hàng có thể là tùy chọn và khách hàng sẽ tự kết nối vào các cái vòi nước mà khách hàng có nhu cầu sử dụng. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy một bình ắc quy 150A khá là lớn để sử dụng cho toàn bộ cái đường điện tổng của cái xe này. Ở đây mình có một cái ổn áp để chuyển từ nguồn ắc quy sang nguồn sử dụng điện 220. Mình sẽ thử bật đèn lên cho các bạn xem đó. Ở đây toàn bộ các hệ thống đèn điện ở đây đều là điện 220. Rất là nhiều bóng đèn LED. Bóng đèn LED này chỉ có 5W thôi. Thì nếu mà chúng ta chỉ bật đèn không thì nó sẽ mất khá là nhiều ngày để có thể hết được toàn bộ cái điện có ở trong ắc quy. Đó. Ở đây thì bên mình cũng thiết kế hai cái bàn để cho khách hàng có thể là thao tác. Thao tác ở đây có thể là họ sẽ pha trà sữa này, họ sẽ nấu ăn các cái món ăn nhanh này, vân vân, rất nhiều các cái tính năng khác mà khách hàng có thể là tùy chọn được. Thì ở đây thì khách hàng hoàn toàn có thể pha chế trà sữa ở đây mà khách ở ngoài người ta sẽ không nhìn thấy được. Ở bên này cũng vậy. Ở trong cái các cái bàn này thì có rất là nhiều các cái nơi để có thể chứa được đồ của khách hàng. Đó, các bạn có hoàn toàn có thể để được cái bình ga, cái bếp ga đây. Cái bình ga và bếp ga thì mình đang thiết kế để khách hàng có thể để ở bên phải. Chất lượng tấm alu rất là tốt, nó hoàn toàn có thể chịu được tải rất là nặng mà không lo vấn đề là bị gãy hay vỡ. Bếp ga khách hàng có thể để trên này. Đó. Ở bên này chúng ta cũng chứa được rất là nhiều đồ khác. Thì tại vì các bạn cũng thông cảm là hôm nay trời Hà Nội nó mưa nên mình cũng không tháo cái nắp lưng này ra. Các bạn có thể xem cái một đoạn clip mà mình chèn vào một lúc nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái tấm cửa này có thể hoàn toàn được mở lên và khách hàng cũng biết được rằng là bán gì, cái xe này đi đến đâu thì người ta cũng sẽ biết là xe này bán cái gì và muốn thể hiện cái điều gì.
Thì khi trời mưa thì khách hàng hoàn toàn có thể là đậy nắp vào như thế này. Còn khi trời nắng thì khách hàng có thể mở nó ra để có thể là cái chỗ này sẽ thành một cái khoang nữa để chúng ta có thể là đi lại về đây mà không bị cộc đầu. Thì mình cao hơn 1m6 thì mình đi mình cảm thấy rằng cái chiều cao của mình nó khá là khiêm tốn nên nó không bị chạm vào cái trần này. Nhưng với những người khoảng 1m7 thì rõ ràng là phải đẩy cái này lên thì mới có thể đi lại ở trong này như thế này được. Mình sẽ đi xuống. Ở đây thì bên mình cũng thiết kế một cái các bạn đợi mình một chút, nó hơi khó mở. Đây, trong này chính là cái ô để chứa bình ắc quy. Thì khách hàng cái xe này thiết kế là được để hai bình ắc quy, một ắc quy 150A, một ắc quy nhỏ. Thì cái sản phẩm Nomen T30 này cũng giống như tất cả các sản phẩm Nomen T30 khác, mình sẽ không nói nhiều về kỹ thuật của cái sản phẩm này. Vẫn là một cái chiếc xe mới hoàn toàn với động cơ 1.5 lít, vô lăng 3 chấu, tất tật mọi thứ vẫn giống một chiếc Nomen X30 khác và chiếc T30 khác. Trong tầm giá của cái sản phẩm này thì hiện tại đây là một trong những sản phẩm giá trị nhất, tốt nhất trong cái tầm giá mà nó đem lại. Đằng trước xe thì cũng không có gì khác biệt với những cái sản phẩm Nomen T30 khác. Thì cái video mà mình làm về cái xe này cũng mình cũng làm đến 2-3 cái video rồi. Từ cái video mà cái sản phẩm này vẫn đang còn trong cái xưởng làm thùng cho tới cái video ngày hôm nay sau khi mà đã hoàn tất. Thì mình hy vọng rằng là sau cái video này các bạn cũng sẽ có cái nhìn cụ thể về các cái sản phẩm Nomen thùng cánh rơi mà nhà máy Sunray Việt Nam cung cấp đến tay khách hàng. Có bất kỳ thắc mắc gì các bạn có thể để lại comment ở bên dưới video. Mọi đóng góp thì sẽ giúp cho mình làm các video sau được có chất lượng tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn các bạn.